về đang rơi vào lớp thấy trong người nở nở. Vì hôm nay chưa thuộc bài nên cái mặt nó bị dài, chuẩn bị đến tiết lịch sử mà vẫn chưa biết thực hư, nên là mình cứ lừa đừ mất hết cả vô tư. Lịch sử khó học vì chữ chi chít khó đọc, học mãi vẫn đọc như ăn cá bị hóc. Vậy là nàng ngắc ngứ nên vào đầu bứt tóc, quay cuồng đầu óc ôi quá khóc. Sáng đến lớp trên con đường tôi bước, một nụ cười cho má bạn thêm xinh. Bước cứ bước trên từng con phố là nhân chiến công dỗ sức thăng trầu. Có trận đánh trong ta giữ nước là bài học cô giáo dạy hôm qua. Đó sử sách ta luôn luôn ghi nhớ và hãy hát lên khúc ca tự hào. Học lịch sử không khó đâu, hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử không khó đâu, có chi mà khó, có chi mà lo. Học lịch sử không khó đâu, hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử không khó đâu, có chi mà khó, có chi mà lo. Beatbox, beatbox, không chỉ beatbox, đam mê lịch sử, nước nhà dựng xây. Hôm nay xin kể thật nhiều sự hay, nghìn năm gìn giữ, tựa thế rồng bay là. Hey, đây là Minh Kiên, không phải một thầy giáo, nhưng rất yêu lịch sử. Hãy cùng học lịch sử thật tuyệt với MK nhé. Yeah. Ngày xưa, ở một nhà nọ có hai vợ chồng Thái ông và Thái bà. Sống với nhau rất hòa thuận mà chưa có mụn con. Một hôm, Thái bà nằm nghỉ ở ngoài sảnh đường, thiếp đi, bỗng thấy trời đất tối đen. Ngước nhìn thấy từ trên trời có đám hào quang ngũ sắc, trong đó có hai con rồng, một màu trắng, một màu vàng, cùng tranh giành sao Thái Dương. Sao Thái Dương bỗng nhiên giáng xuống miệng Thái bà, rồng vàng giáng thẳng xuống bụng Thái bà. Thái bà bỗng tỉnh dậy, biết đó là giấc mộng, liền nói với Thái ông. Thái ông nói rằng, theo như báo mộng thì tất thị nhà ta có phúc lớn. Vào giờ Thìn ngày 12 tháng 9 năm Quý Tỵ, sinh hạ một nam, thần tướng lẫm liệt, diện mạo khác thường, mày như mày vua Nghiêu, mắt như mắt Quan Vũ, lưng như lưng vua Thang, quá là không phải người thường. Khi sinh ra có mây sa sầm, mưa gió nổi lên, hương thơm đầy phòng, khí lành tràn ngập trong phòng. Ôi! Xin lỗi các em vì hôm nay là mấy anh chị bên bộ phận khói lửa là hơi nhiệt tình quá. Câu chuyện thì vẫn còn là tiếp, nhưng mà anh muốn các em đoán là cái nhân vật nào. Em còn nhớ là vừa nãy anh có nói về một người không giống người thường. Tướng oai phong lẫm liệt. Gì nữa nhỉ? Anh có gợi ý đầu tiên là như này. Ông là người đầu tiên xưng hoàng đế ở nước ta. Vua Hùng thì đúng là vị vua đầu tiên, nhưng mà nếu nói là hoàng đế thì lại không phải. Lý Bí Hoa. Giỏi quá. Chúng ta sẽ đến với cả Lý Bí, hay còn gọi là Lý Bôn hay là Lý Nam Đế. Lý Bí sinh năm 503. Truyền thuyết kể rằng ngay từ nhỏ ông đã có thần tướng lẫm liệt, diện mạo khác thường. Dù mồ côi cha mẹ từ sớm, nhưng ngay từ nhỏ Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh. Lớn lên, Lý Bí trở thành người học rộng, có tài, nên được thứ sử Giao Châu bấy giờ là Tiêu Tư nhà Lương mời ra làm quan. Làm quan được một thời gian, ông nhận thấy Tiêu Tư rất tàn bạo và xảo quyệt. Hơn nữa, người dân rất căm phẫn chế độ cai trị tàn bạo, khắc nghiệt của nhà Lương với hàng trăm thứ thuế. Vì vậy, Lý Bí đã từ quan, về quê chiêu binh, chờ đợi thời cơ khởi nghĩa. Sau một thời gian âm thầm chuẩn bị công phu, tháng 1 năm 542, từ quê nhà của mình, Lý Bí đã khẳng khái kêu gọi cả nước đồng tâm hiệp lực đấu tranh chống ách đô hộ của nhà Lương và được nhân dân cùng anh hùng hào kiệt bốn phương nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ chưa đầy 3 tháng, toàn bộ chính quyền đô hộ của nhà Lương trên khắp Giao Châu đã sụp đổ. Thứ sử Tiêu Tư hoảng hốt vội bỏ thành Long Biên thuộc Bắc Ninh ngày nay, chạy thục mạng về phương Bắc. Lý Bí hồi đấy sẽ tập hợp được rất nhiều anh hùng hào kiệt từ khắp nơi và đã cùng đứng lên khởi nghĩa, và cuối cùng là ông đã thành công. Anh ơi, thế những vị anh hùng đấy là ai đấy ạ? Để biết tên những vị anh hùng này là ai thì sau đây anh mời các em chơi một cái trò chơi. Anh có 3 cái họ ở đây là Phạm này,
Triệu này và Tinh. Luật chơi là gì? Thì các em sẽ cùng kết hợp với những cái tên ở trong mảnh giấy các em có với những cái tên ở trên bảng. Ai sẽ có nhiều thì đội đấy là đội chiến thắng. Thời gian bắt đầu. Và thời gian của chúng ta đã kết thúc. Đội 1 viết rất đẹp. Phạm Thiều này, Triệu Túc này. Nhưng mà tiếc rằng là Phạm Thiều lại không chính xác. Tên 3 người ở trong tờ giấy của đội 1 này là hoàn toàn chính xác. Đây là 3 vị tướng đã cùng với cả Lý Bí trong những cái thời gian đầu cùng khởi nghĩa và thành công. Đó là Triệu Túc, Tinh Thiều và Phạm Tu. Và người đầu tiên là Lão Tướng Phạm Tu, từ ngoài 60 nhưng vẫn hừng hực ý chí cứu nước một lòng. Yeah. Anh ơi, Triệu Quang Phục với cả Triệu Túc có phải hai bố con không anh? À, chuẩn luôn. Hai cháu con họ Triệu theo Lý Bí từ đầu, lập được nhiều công lớn, truyền tụng mãi về sau. Một người nữa em ạ. À, đúng rồi, chính xác đấy. Tinh Thiều vốn là một anh tài xuất chúng luôn, muốn ra làm quan để giúp dân và giúp nước. Nói về Tinh Thiều ấy thì cũng có rất là nhiều giai thoại. Giai thoại là gì anh? Thời đó ấy, thì nhà Lương là cai trị nước ta và chúng là áp dụng là chế độ sĩ tộc, chỉ sử dụng nhá những người ở trong tôn thất thôi, hay là những dòng họ lớn vào bộ máy là cai trị. Của Tinh Thiều ấy, mặc dù là rất là tài giỏi, nhưng mà chúng cho rằng là dòng họ Tinh là không phải là dòng họ lớn nên chỉ cho ông làm gác cổng thôi. Tinh Thiều thì vô cùng tức giận, thấm thía cái sự phân biệt đối xử này. Chúng không tôn trọng người tài, không coi trọng người Việt. Và từ đó thì ông từ quan về quê cùng Lý Bí và mưu cầu khởi nghĩa. Ơ khoan đã anh ơi, thế quê của Lý Bí ở đâu ạ? Có rất nhiều người cho rằng là ông quê ở Thái Bình, rồi lại người lại cho rằng là ông quê ở Thái Nguyên. Cuối cùng thì nhiều nhà nghiên cứu thì đã đi tới kết luận là ở Thái Bình. Ở trên ấy, anh em mình vừa được thấy là cuộc chiến đầu tiên chiến thắng quân Tiêu Tư của Lý Bí. Chiến thắng này thì bắt đầu cho thời kỳ độc lập của nước ta. Tuy nhiên, triều đình phong kiến phương Bắc thì đâu có dễ là chịu thua ngay thế đúng không? Đấy, cuộc chiến vẫn còn kéo dài tiếp. Cuối năm 542, nhà Lương lại sai quân sang đàn áp. Nhận được tin báo, Lý Bí chủ động mang quân sang bán đảo Hợp Phố ngay trên đất địch để đón đánh. Sử sách có ghi, khi quân Lương kéo đến Hợp Phố, liền bị quân Lý Bí tổ chức đánh bại. 10 phần chết đến 6-7 phần. Quân Lương mặc dù rất đông nhưng đã tan rã, tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Hơn 500 năm sau, Lý Thường Kiệt tiếp tục lập lại đánh tan quân Tống. Chiến thắng này giúp Lý Bí kiểm soát toàn bộ Giao Châu, tức là miền Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam, cộng thêm quận Hợp Phố thuộc Quảng Đông Trung Quốc hiện nay. Trong khi Lý Bí bận đối phó với nhà Lương ở phía Bắc, thì ở phía Nam, vua Lâm Ấp có ý nhòm ngó Giao Châu. Tháng 5 năm 543, vua Lâm Ấp mang quân sang xâm chiếm. Dưới sự chỉ đạo của Lý Nam Đế, Phạm Tu cầm quân vào Nam đánh tan quân Lâm Ấp. Vào mùa xuân tháng Giêng năm 544, Lý Bí lên ngôi, xưng là Lý Nam Đế, lấy quốc hiệu là Vạn Xuân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Giao Châu một nhà, Vạn Xuân khởi sắc. Anh đố các em nhé, thế vậy Vạn Xuân nghĩa là gì các em biết không? Là nghìn tuổi ạ. Là vạn một xuân thái. Thế theo anh là gì? Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân bởi vì là ngày xưa ấy, ông mong muốn rằng là xã tắc sẽ truyền đến muôn đời. Các em cần ghi nhớ, Lý Nam Đế là vị vua dựng lên triều Tiền Lý và nhà nước Vạn Xuân, cũng là người đầu tiên của nước ta là tự xưng là hoàng đế. Thời đó thì chỉ có vua phương Bắc mà mới được xưng đế nhá. Còn Lý Nam Đế, ông đã đặt vị thế của nước ta là tương đương với cả vị thế của triều đình phong kiến phương Bắc. Những điều đó nói lên là sự trưởng thành của ý thức dân tộc, khẳng định dứt khoát rằng là gì? Nói giống Việt phương Nam của chúng ta là một thực thể độc lập, chủ nhân của đất nước. Nhưng mà ta nói đâu ở đâu anh? À, cái này hay này. Anh sẽ giải thích. Thì anh sẽ có hai cái đồ vật như này. Bút này. Đó. Tượng. Đó. Đó.
Một. Cái thứ hai đó là cái này là gì nhỉ? Lịch. Vậy có em nào đoán ra là ông đóng đồ ở đâu chưa? Ông ấy đóng đồ ở Tân Lịch đúng không ạ? À, chuẩn luôn. Đó Lịch. Có người nói rằng ấy thì ông đóng đô là ở Long Biên, nhưng đa phần người lại công nhận rằng là Lý Nam Đế thì đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Đó, ông là người có tầm nhìn rất là chiến lược, xác định vùng sông Tô Lịch, nơi có vị trí trọng yếu của vùng sông nước, nên là ông đã đóng đô ở đây, coi đây là trung tâm của đất nước. Còn một địa danh nữa, gắn liền với Lý Nam Đế luôn, vô cùng quen thuộc với các em ở Hà Nội. Đó, địa danh này lấy tên dịch ra là Chùa Mở Nước. Các em có đoán ra chùa gì không nhỉ? Chùa Open Water. Đó là chùa Khai Quốc, chính là tiền thân của chùa Trấn Quốc bây giờ. Đó. Anh ơi, thì nước Vạn Xuân có tồn tại lâu bền như mong ước của Lý Nam Đế không ạ? Rất tiếc rằng là nhà nước Vạn Xuân của mình chưa đầy một năm đã lại tiếp tục phải đứng lên chống đuổi quân xâm lược. Vậy chuyện gì đã xảy ra à? Anh em mình sẽ cùng xem chuyện gì đã xảy ra nhé. Đầu năm 545, quân nhà Lương do Trần Bá Tiên chỉ huy bắt đầu xâm lược Vạn Xuân nhằm chinh phục lại Giao Châu. Quân đội của nước Vạn Xuân chỉ có khoảng vài vạn người giữ thành ở cửa sông Tô Lịch để chiến đấu chống giặc. Do thế giặc quá mạnh, trong khi quân ta thành lũy không mấy kiên cố, Lý Nam Đế buộc phải lui binh. Sau một thời gian củng cố lực lượng, tháng 8 năm 546, ông đã tập hợp được 2 vạn quân, cho đóng nhiều thuyền, đậu kín cả mặt hồ Điền Triệt thuộc Lập Thạch ngày nay. Quân Lương sợ hãi, cứ đóng lại ở cửa hồ, không dám tiến vào. Đêm hôm ấy, nước sông lên mạnh, tràn đổ vào hồ. Trần Bá Tiên nhân đó đem quân theo dòng nước tiến vào. Quân Vạn Xuân không phòng bị, vì thế tan vỡ. Đây là trận đánh lớn cuối cùng của Lý Nam Đế. Sau lần thất bại này, ông phải vào nương náu tại Động Quất Lão. Vì bị ốm nên ông ủy thác cho Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đi đánh Bá Tiên. Và đến năm 550 thì cuộc kháng chiến đã thành công. Động Quất Lão, thì các em có biết là động là gì không? Hang sâu trong núi đúng không? Cũng có ý kiến là cho rằng động là đồi hoặc là hang động, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu ấy thì đều cho rằng là động là một đơn vị hành chính là hợp lý hơn cả. Ví dụ như ở thời Nguyễn nhá, động là đơn vị hành chính cơ sở như cấp làng, cấp xã đấy. Hóa ra Động Quất Lão có ý nghĩa như vậy. Chúng ta không thể phủ nhận công lao của ông, sự kiên cường và ý chí giành độc lập cho dân tộc ta, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc sau hơn 500 năm kể từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Có câu nói thế này: Nam Đế nhà Lý dù không địch nổi quân Lương, việc lớn tuy không thành, nhưng đã nhân thời cơ mà hùng dậy, tự làm chủ nước mình, đủ để tạo thanh thế và mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này. Việc làm của Lý Nam Đế há chẳng phải là hay lắm đó sao? Há chẳng phải là hay lắm đó sao? Yeah! You ready? Let's go! Có một vị anh hùng, ông tên là Lý Vi. Ông còn được nhắc tới với tên gọi Lý Bồn. Một cô cha mẹ mất sớm nhưng học hành siêng năng, có được sự yên tâm và thương người hơn thân. Thấy dân tình bị nhà Lương áp bức, vô cùng căm tức trước bọn giặc xâm lăng, nên ông không thể bình chân mà chiều bình mãi mà thế lực mạnh như thác nước mong gột sạch nước ta. Lý Bí tên hiệu chính là Lý Nam Đế, chắc các em đã từng nghe qua. Lý Bí khai sinh ra nhà Tiền Lý, nước Vạn Xuân chắc em đã từng nghe qua. Năm 542, ông khởi nghĩa chống lại, chỉ chưa đầy 3 tháng quân chiếm sạch các châu. Khai sinh nước Vạn Xuân, vạn mùa xuân bắt đầu, một vị vua sống mãi trong lòng nhân dân. Let's go. Học lịch sử không khó đâu, hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử không khó đâu, có chi mà khó, có chi đâu mà lo. Học lịch sử không khó đâu, hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử không khó đâu, có chi mà lo, có chi mà khó.